Hello, my friend, and welcome to the game. Tên game nào rồi biết? Nó không hiện lên mình, my friend. Thôi thì bấm nút cách để bắt đầu, my friend. Ok, nút E để tương tác, nút F để bật đèn pin. Let's go. Jeez, đập mặt vào cửa rồi. Đây là đâu? Dũng là ai? Im lặng, my friend. Chỉ có mỗi tiếng bước chân của mình thôi. Thôi. Ngươi biết là ngươi không thể tránh mặt ta giống như một đứa bé gì đó. Chấm hỏi, chấm hỏi. Ngươi đã bị kẹt ở đây, my friend. Giống ta. Như mọi đêm, my friend. Bùm. Bùm. Sang bùm. Bùm. Sang bùm. Đây rồi. Sao giờ mới bùm? Đây sẽ là nơi ngươi kết thúc cuộc đời mình hả? Hay là sao? Đe dọa kiểu gì khó hiểu, my friend. Chỉ là một giấc mơ thôi mà, my friend. Làm gì căng vậy? Ngủ tiếp, my friend. Ngủ tiếp để mơ tiếp. Hả? Mày chỉ không quay lại giường, my friend, sau khi gặp cái cơn ác mộng đó. Ngày 29 tháng 9 năm 1998, không phải là 99. Ok, gửi nhật ký. Tôi vẫn gặp một cái giấc mơ này mỗi đêm. Và cái điều duy nhất khác biệt đó là càng ngày giấc mơ càng tệ hại hơn, my friend. Mỗi lần tôi nằm mơ, tôi không biết rằng là liệu giấc mơ này có đang cố gắng truyền cho tôi một cái thông điệp gì hay không. Chỉ là tôi không hiểu được cái giấc mơ này cho lắm, my friend. Mình đã thường đọc rất nhiều sách, my friend. Ok. Không giống mình gì lắm. Chỉ là một cái đèn bình thường. Không nên đánh thức mẹ dậy. Vậy đang ngồi coi TV à? Ngủ gặp ác mộng đang ngồi coi TV, my friend. What the hell? Một đứa bé 12 tuổi đã được tìm thấy chết ngay trong giấc ngủ của mình. Sáng ngày hôm nay có một đứa trẻ đã được tìm thấy chết ngay trên giường, my friend. Sau khi cố gắng gọi là thực hiện các biện pháp gọi là sơ cứu nhân tạo cho nó, my friend, sơ cứu cái kiểu CPR, my friend, kiểu cứu khẩn cấp như là đập đập vào tim xong rồi đứa bé, theo như bố mẹ của đứa bé nói thì đêm hôm qua thằng bé đã có một cái vấn đề về sức khỏe tâm thần đó, my friend, về tâm lý đó. Nhưng mà nguyên nhân của cái chết thì vẫn không xác định được. Cái xác của thằng bé thì vẫn đang được khám nghiệm tử thi, my friend. Trong khi gia đình thì đang đau khổ về cái sự mất mát của đứa con mình, my friend. Ok, ngày mai là mình được lên báo, my friend. Hôm nay thằng cu lên là ngày mai mình được lên đấy. Mình chắc tầm 12-13 tuổi giống thằng trong tờ báo thôi. Mẹ không bao giờ cho mình xem TV à? Ủa, sao nhà thằng này rộng thế? Phải có chìa khóa mới mở cửa này được. Phải có chìa khóa này mới mở cửa này được luôn. Wow, nhà này rộng vài mít. Gì đó bếp. Việc phải làm, my friend. Mở những cái hộp ở trong bếp này ra. Việc làm số 2 đó là lắp cái ống nước. Ok, nếu không làm được thì gọi mấy cái thợ ống nước đến. Thứ ba là kiếm một cái trải giường. Cái thứ tư là lắp đầy tủ lạnh. Ok. Cửa nhà này làm bằng cái chất liệu gì mà nhìn gớm gớm ấy, my friend. Hai cái cửa hai bên này đều bị khóa hết, phải có chìa khóa mới mở được. Cái kiểu mở cửa này đau tim quá. Lỡ cái đứa nó đứng ngay sau cửa chắc là la không đều luôn, my friend. Gọi điện cho cảnh sát hả? Đây là điện thoại nhưng có vẻ như không hoạt động. Ok. Thế bây giờ mình đi đâu đây biết. Không nên gọi bố mẹ dậy. Yes. Xem mình có cái chìa khóa nào quanh đây không? Ngoài kia mưa rất to, my friend. Mình thì đang gặp ác mộng cho nên là mình không muốn dậy nữa. À lộn, không muốn ngủ nữa. What the hell? Oh, cái gì đây? Tự dưng lượm được cái chìa khóa, my friend. Không phải tự dưng đâu, sắp đặt cả rồi đấy. Ngày này đã đến, my friend. Giờ phút đó đã đến. Bên phải. Damn it, bên trái, my friend. Woo, phòng gì đây? Chưa kịp vào cửa tự đóng mất, my friend. Có một tờ giấy, chúng ta sẽ cùng đọc nó nhé. Lại là việc phải làm, my friend. What the hell? Mở những cái hộp này và sau đó sắp đặt cái phòng nhà vệ sinh, my friend. Ok. Gọi thợ sửa ống nước đến để làm mấy cái đường ống, sơn tất cả những cái bức tường và cái nền nhà. Và cuối cùng là chuẩn bị cái nhà tắm đi, tại vì chúng ta rất cần nhà tắm rồi. Đoán xem trong nhà tắm sẽ có gì nè, my friend. Đúng rồi đấy, chìa khóa cho phòng đối diện, my friend. Tại sao mình biết? Logic. Đấy. Chờ đến đây là mình tự hiểu. Rồi bây giờ bên phòng bên kia sẽ có cái gì? Mấy bạn đoán được không? Phòng bên kia tất nhiên là sẽ có ma rồi.
Oh shit. Đây có phải là nhà mình không mày? Quay lại được không bạn? Hả? Cửa có vẻ như đã bị kẹt mày friend. Thằng ngu nhân vật này. Đêm hôm khuya khoắt mày friend. Ngủ ngủ đi đâu đi biết. Mà nhà mình đây đâu phải là nhà mình ở đâu. Đây là đâu đấy chứ? Đây là cái mê cung nè mấy friend. Đường bên phải là đường em đi. Mình không đi thẳng, mình quẹo phải nha mấy friend. Jesus. Không cần phải ngủ mà gặp giấc mơ mà đau tim chết rồi mấy friend. Đang còn thức mà chơi game này đủ đau tim để chết rồi. Nội đi trong này thôi là mồ hôi không đều rồi. Tim đập loạn nhịp rồi mấy friend. Oh shit. Ngạc nhiên không, ngạc nhiên không. Có một cái điện thoại nè mấy friend. Không ngạc nhiên, không ngạc nhiên. Có một tờ giấy nè mấy friend. The nightmare ring echo recall give all cheese cray but never forgive. What the fuck? Một cái loại thơ khó hiểu lắm, my friend. Cơn ác mộng rung lên những tiếng vọng, hồi tưởng đem lại sự dàn dựng nhưng không bao giờ tha thứ. Ok. Một cái loại thơ nói chung chắc chỉ có mấy friend mới hiểu nổi. Mình quá đau tim để không hiểu nổi, my friend. Mình nhớ là nhân vật có thể đi nhanh hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau đi nhanh hơn nha mấy friend. To venture forward into the path of light, one must look outside the mind by looking in it. What the fuck? Để tiếp tục gọi là khám phá về phía trước của con đường ánh sáng, người đó cần phải nhìn ra bên ngoài của cái tâm trí bằng cách nhìn sâu vào trong nó. Hiểu cái gì chết cái lên đấy. Có một cánh cửa này mấy friend. Từ từ, trước khi đi vào cánh cửa đó xem bên này có cái gì nào. Ok, bên này có một con đường này, chúng ta sẽ đi tiếp nha mấy friend. I'm coming for you my friend. Nó đang đến tìm mình. Trời, làm ơn đến lại đi, đau tim lắm rồi. Giết em đi, kết thúc cái game này đi. Hello. Thấy chưa my friend? May mà mình quay ra đây, đi trước đấy. Chứ này mà mình đi ra cái cửa là mất công đi vài bước chân, sau đó cũng phát hiện ra là cửa bị khóa rồi cũng phải đi vào đây thôi. Nhưng mà cái hay của mình là mình đoán trước được my friend là con đường này rất là quan trọng. Trời ơi, là con đường này quan trọng my friend, có cái chìa khóa để có thể đi tiếp. Sau khi bị hù my friend, trong vòng 30 giây cơ thể mình tiết ra đầy endorphin hay là một cái chất gì đó làm cho mình cảm thấy rất những giấc mơ có ý nghĩa của nó hả? Ok. Thật không vậy? Có thật là những giấc mơ có ý nghĩa không my friend? Đêm nào mình mơ thấy gái mà sao sáng dậy đâu có thấy con nào nó đến tìm mình đâu. Mình vẫn bị crush từ chối my friend, cuộc đời vẫn cô độc và cô quạnh. Buồn lắm. Let's go. Hết sợ rồi bạn ơi. Không phải là hết sợ nhưng mà bây giờ người nó đang đầy Andrin mấy friend hiểu không? Hay là cái chất gì đó mấy friend tự Google đi. Về cơ bản bây giờ, về cơ bản bây giờ là mình không biết sợ là gì mấy friend hiểu không? Mình không phải là khó giải thích cho mấy friend hiểu lắm. Nhưng mà kiểu như sau bị hù xong, mấy friend chắc cũng vậy mà. Sau khi bị hù xong mấy friend sẽ cảm thấy rất là khác thường một cái. Bố mẹ còn đâu không biết. Sao lại ba chấm. Hello, phải nhà mình đấy, yes. Sao nhân vật thở không đều vậy? Lỡ. Sao nhà mình này đỏ quá vậy? Ok, đến đây là hết rồi đấy mấy friend. Hết là gì mấy friend? Là cái nhà mình đi hết rồi đó. Mình đi từ đầu đến cuối nhà rồi đó. Mình đã thử mở tất cả các cửa không mở được. Cho nên căn phòng nó đang chứa một cái điều gì rất là quan trọng. Lurips. What? Vẫn là màu giấy này. Vậy là trong tủ lạnh phải có cái gì rồi. Lovenric. Anh bạn Lovenric của mình đâu rồi? Bức tranh này vẫn trông rất là đẹp à. Đúng là một con người của nghệ thuật mày phải. Trong những lúc gọi là hoạn nạn và lâm nguy như thế này vẫn tận hưởng được nghệ thuật. Con người của thời đại. Hello, có một cái chìa khóa kìa. Cái gì bức tranh nó nói về cái gì? Wow, bố nói bức tranh này đáng giá cả triệu đô hả? Vậy sao ở trong cái nhà như mít vậy? Xong bán bức tranh nó đi nâng cấp ngôi nhà lên my friend. Let's go my friend. Đi tìm cái kết thúc của mình nào. Hello, mình đã sẵn sàng ở đây.
cái kiểu mà cái đường nó tối tối mà nó rộng rộng mà nó thẳng thẳng như này mấy bạn. 3 2 1 bị hù á. Chuẩn bị tinh thần chưa? 1 2 3 nhá. 3 2 1 nè. Ê, đoán trước được rồi. Ba cái đồ đầm rầm mấy bạn. Gì chứ để mình bắt bài rồi thì game không đủ tuổi, nhân vật bị làm sao vậy? Nó đang đợi mình. Chấm hỏi số phận của mình. Ok, kết thúc của mình. Giấc mơ ngọt ngào tuyệt vời ác mộng của mình. Bố mẹ còn đó không biết. Gone hả? Đi rồi à? Nice. Must be raining heavy outside cái gì đó. Trời vẫn đang rất mưa bên ngoài mấy bạn. Jesus. Tim đập thế này thì chắc sắp chết rồi vì đau tim rồi. Ngày mai mình bảo rồi mà, mình sẽ lên cái tựa đề bài báo ngày mai mấy bạn. Nothing, không có gì hết. Priceless vô giá mấy bạn. Why cái gì? Strength rest. Tại sao những ánh sáng màu đỏ lạ lùng vậy? Ánh sáng màu đỏ là bình thường đâu. God damn it, lại phải đi tìm chìa khóa mấy bạn. In gì? In your dream, trong giấc mơ của mình hả? Nó nói cái gì mình không hiểu. Dũng lại bỏ quên chìa khóa đâu rồi á. À, chìa khóa đây rồi. Let's go. Mình có linh cảm đây sẽ là lần cuối cùng mình có thể mở được cánh cửa này, my friend. Ủa? Này chúng ta đi vào cánh cửa bên này à? What? No escape, không lối thoát. Mọi thứ đảo ngược rồi nè. Nhân vật sắp chết vì trụy tim đây, my friend. Jesus, nhà lộn ngược nhìn hay phết, my friend. Nhìn nó lạ phết. Thôi để mình đi về phòng rồi mình nằm xuống rồi để cho tim nó ngừng đập, my friend. Để cho mình chìm vào giấc ngủ để sáng mai bố mẹ tìm thấy. Xong mình lại được lên báo. No escape, không lối thoát. Hù. Sao chơi hù? Su chưa hào. Come join us, đi cùng chúng tôi nào. Mình sẵn sàng rồi mà. Các bạn bắt mình lên cho mình sẵn sàng rồi. Ok. Sắc phòng mình giờ nhìn lạ quá vậy. Có cái gương này mấy friend. Chuẩn bị build nè, 1, 2, 3. Mắt nhân vật càng ngày càng loạn rồi, my friend. Tim đập càng ngày càng nhanh. Dự cảm nó không lành rồi đấy. Bác sĩ bảo là không ổn, my friend. Oh shit. What the fuck is this? Ủa, vẫn là phòng ngủ mình mà. Jesus. Woo. Màu sắc bình thường lại đấy. Ok. Phòng lộn xộn quá vậy. Gì đấy? Ok, giờ hết đọc được rồi mày brand mắt mũi này thì đọc cái gì nữa? Why? What? I need the key. Go to hell. Thì đặt mình cần chìa khóa xuống địa ngục đi là sao? Go to sleep, đi ngủ đi hả? Mong lắm. Oh yes, chìa khóa này. Trời ơi, kết thúc cái ác mộng này đi. Nhân vật mình tìm đập như này không đều rồi, my friend. Một ra ba biểu này. Thì ra tim cũng có thể đập nhanh như vậy sao? Nó làm nhớ. Làm mình nhớ đến nhịp tim lúc mình bị hù trong cái lăng mộ cổ, my friend. Ở dưới cái giếng cổ vậy đó. Jesus. Thật là một phép màu, my friend. Tim đập kiểu này mà nhân vật còn sống thì công nhận là bạn này có một trái tim rất là khỏe mạnh. Lại phải tìm chìa khóa cho bạn này rồi. Đâu biết. Sao đi chết mà nó khó khăn đấy nhỉ? Làm cho tim ngừng đập mà có vẻ như hơi bị trắc trở đấy, my friend ạ. Ôi trời ơi, bạn ấy vẫn còn đập sao? Tim ở đấy vẫn còn đập đấy, bạn ơi. Thật là magic. Có cái chìa khóa nào quanh đây không? Để mình đi tìm luôn để mất công rồi chạy vào chạy ra, my friend. Vậy như là không. Nằm xuống đi cho nó rơi.
Ngủ đi. Tầm này chưa chịu ngủ nữa. Ok, hết rồi my friend. Woo! Cuối cùng anh ấy đã có thể yên nghỉ my friend. Về nơi an nghỉ cuối cùng. Đứt dây đàn nghe cái tăng. Về đâu? Tội lại. Màu sắc ở đâu hết rồi? Hello. Cơn ác mộng này lâu quá. Surrender to the nightmare and ease of your pain. Đấy, nãy giờ mình đang cố nói như vậy luôn mà. Gọi là đầu hàng cái cơn ác mộng này và bắt đầu để cho cơn đau nó dần tan đi my friend, dần quên đi. Đúng rồi đấy. Sống như này sống làm cái gì? Sống mà tim đập bình bịch bình bịch thế này thì sống làm cái đất gì? Jesus. Tim mình đập chắc nhanh hơn nhân vật này rồi. Hết phim. Mình có cảm giác đây là hết phim. Need a key, hết phim. Không có chìa khóa đâu đâu. Không tìm được đâu, lần này không tìm được chìa khóa. Ma nó ra hù này. Ma ra hù này. Nghe tiếng khục khè của con ma rồi. Không tìm được chìa khóa đâu. Mình có linh cảm sắp bị hù mấy bạn ạ. Linh linh văn cảm nhặt chìa khóa này lên, con ma không hù mình không làm làm sắp rồi, sắp bị hù rồi đấy. Mình nó bị hù là bị hù, mấy friend không tin mình che mặt lại đi. What? Okay. Mình chưa nói hết câu cho nên là đèn pin màu vàng à. Ôi giời ơi. Hồi nãy mình nói cái gì đấy? Mọi thứ gần kết thúc rồi à? Làm ơn lẹ đi. Tìm đau lắm rồi my friend. Tìm mình sắp đồng bộ cùng với tìm của nhân vật rồi. Ok, sự chịu đựng của mình sắp kết thúc rồi my friend. Sự khổ sở của mình sắp được kết thúc rồi. Làm ơn lẹ đấy. Tìm chìa khóa đi á. Tìm bằng niềm tin à. Biết cái nào là cái nào. Nó lừa mình đấy. Trong lúc mình đang tập trung tìm chìa khóa nó đánh lừa. Kiểu như đánh lạc hướng mình mấy friend. Nó hù mình đấy. Sao không phải? Mình tìm được chìa khóa rồi mà không phải. Mình lượm ba chìa khóa lên thử nhưng mà không phải nha mấy friend. Bốn chìa này. Oh Jesus, help. What the fuck? Một loại giải đố gì đây? God damn it. Oh shit, đúng rồi nè. Lụi lụi cái đúng này mấy cuối cùng cũng được yên nghỉ mày friend. Mừng quá. Sáng mai được lên báo mày friend, mừng quá. Nổi tiếng rồi mày friend. Nổi tiếng theo một cách gọi là không chính thống cho lắm. Mình đâu muốn vậy đâu mày friend. Tự nhiên ma nó đến tìm mình nó bắt mình vậy thôi. Số mình nó đen quá mày friend. Programming story leveling blablabla. Ok, cảm ơn nhà phát hành game. Ok, họ đang để tên họ đó mấy friend. The nightmare always prevail. Cơn ác mộng luôn luôn chiến thắng mày friend. Ok, và đó là game gì đó. The Devilish Nightmare mày friend. Cơn ác mộng ác quỷ gì đó. Ok, chúc mấy friend một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại mấy friend. Goodbye and